banned. They need did not want to see the Dark I Prince. I see, và Dark Prince rồi. Dark Prince bây giờ quá mạnh nên anh sợ. Để nó bụt vào đầu thì u não quá. So probably won't see any expos. Thực sự là ngày hôm nay thì hai bên cũng hai team cũng đang ở cái điểm lợi thế ranking là nó cũng đang tụt. Một ông ở vị trí thứ có 6 đội thì một ông ở vị trí thứ 5 và ông vị trí 4. FAV đang đứng vị trí cuối cùng. Ngày hôm nay sau trận này chúng ta sẽ có một trận của Bonus và FAV. FAV một đội đang đứng ở vị trí thứ 2 và một đội đang đứng ở vị trí cuối cùng. Để đánh nhau. Team của Benr thì đã thắng với tỷ số là 4 đang thắng 4 trận toàn thắng. 4 trận toàn thắng thì ăn chuyện. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đường dài mà. Đường dài mà biết ngựa hay chứ. The world just goes crazy. Lumberjack E-Barms. Yeah, Lumberjack anh em còn nhớ là ngày cái trận chơi chung kết thì Legend là cân 3 trong King of the Hill. King 3 ở King of the Hill. Có nghĩa là Củ Hành nhưng mà hôm nay Củ Hành không đánh. Củ Hành hôm trước trận đầu tiên vừa ra thì gặp gặp rắc thì nó hơi đen. Không ai muốn toàn quân trước chắc là bài xấu. Hình như là chơi lava. Có gác, có giáp thì chơi lava. Bên kia lại là Pekka rồi. Trận hồi chung kết 2018 thì chúng ta thấy là Legend cần cần 3 hơn King Zone. Trận đánh với giáp thì nói chung là hay. Very sexy. All right, Lavam from July and Pekka from Heat. Woo, Pekka, chắc chắn là như vậy ở Lava rồi. Got Ram Rider Pekka going here from Heat. Woo, Ram Rider. Tombstone you see opted. Minions as well being crafted here to deal with this. Một ít. Balloon here. Tất tay bên này rồi. One of the few times you'll see balloon outside of an ice. Một mình con Lavam. Cái này họ sẽ có poison. Và nếu như thế này, ôi snowball, no way, snowball, woo, nice, nice, đắt, đẹp, defend tốt, defend tốt. Mẹ, bài này mà có một con executioner thì đúng là tuyệt vời, không? That was super close for me. The balloon was getting dragged. Nhưng mà bây giờ Executioner đã sẽ vào dưới bãng này. Với một cái tốc độ đánh trì trệ này thì lên Executioner nó đi gọi là đi vào dưới bãng rồi chứ còn... Có rất nhiều cân của Counter Lavon, không có Tornado, có Snowball, con Ram Rider cáo được lại balloon, Snowball. Fireball chưa đủ đấy, Nguyễn. And the Fireball too, oh my goodness, just enough. Tại sao đảo con Equip như vậy nhỉ? Getting significant damage, and even though Dragon vẫn làm việc tốt mà. Sao thải con Lewis như vậy? Tại sao thả Ram Rider lên trên nhỉ? Ram Rider nó chuyển hướng, nó đang tức là sẽ có đã có một cái tên thả rơi rồi. Ủa. Ok, đầu tiên là thì lại có cầu lý anh vẫn còn trẻ mà mặt non mà luôn tin này có vợ rồi có con rồi. What if Mountain just plays the same deck? What's the same deck? Oh, what's that? That's the strategy. Oh, Legend is 2. Legend is 2. If that happens, then we finally know that it's not Legend that just sticking with the same game. It's like a team thing. It is. I don't know. That would be bizarre to me. It's like, that's gotta be a coaching decision. I would imagine. Like, they want to make history. Somehow. But it's not working. I just don't. We'll find out. I. Alright. Throw my way! Same. Same. So far, it's going beyond a thing. So far, what world is this? Where am I? The Ram Rider does. The Ram Rider gets a ram. Dude, no, it can't be. I mean, okay, Valentine is playing the same deck.
Giữ lại đấy rồi, làm ha rồi. Bắn ít, bắn trụ. Hay quá. Rồi xem rồi. Elenjuna, yes bro. Elenjuna. Okay. Mega Knight, Mega Knight sẽ ăn. Deck này Mega Knight sẽ ăn, nếu mà đánh chuẩn, Mega Knight ăn. I think that is probably this. I was going to ask. Đó, quan sát phó là gì đấy? Grand Rider để lên luôn. Two in a row. Now we can see July's hand. Nice. And he is running the exact same deck. So this is just. Woo! Mega Knight. Woo! What? Yeah, but look at this. It's going a little differently here. Hai thằng bình luận như kẹt luôn đấy. So much damage. Nó không, nó không đi vào chiến thuật mà nó chỉ nói là nó chỉ nói đại loại là như tình huống này như thế nào mà nó chỉ nói như vậy thôi chứ còn nó không đi vào chiến thuật. Tốt giờ những bình luận này là bình luận trung lập và bình luận là nó thiên về gọi là thiên về thiên về câu giờ đúng không? Oh lightning! David, có snowball. Đừng may quá. Nice. Nếu các bạn hiểu tiếng Anh thì các bạn sẽ hiểu là mấy ông lên bình luận này không đi về chiến thuật. Không chuyên sâu về chiến thuật nhiều. Lightning! Night Ram Rider, you are the best. Woo! Này. Lady and gentlemen, Maluntia. À, Maluntin. Người đàn ông của năm. Xuống Nova, à đúng rồi, quên mất, Nova đang đánh anh em ạ. Quên mất. Mình xem nhá. Chẳng hạn là xuống 2 trận luôn liên tiếp. Mình xem Nova đang đánh nhỉ. Chà Nova bây giờ nhất dùng đâu nữa. Nova đang đánh rồi. Yep. Nova đang đánh hiện tại là mình cập nhật tỷ số các bạn nhé. Thoát rồi, đây là lực Fox Earthquake. Sinh linh Nova để chút, để mình sẽ post link của Nova cho anh em xem. Yep. So this is usually in this is the Hog Rider Earthquake deck. Nova đang đánh với XQ. Typically what you see. Particular setup that Nuri has. So he's just looking for a way. Maybe he got some damage there from the hog already. Chia màn hình không được. À, chia màn hình á. Very hard. Tại vì á, mình không được. À, để mình xem. Chia màn hình thì bên kia nó bé tí à. Mà bình luận hai bên thì nó không đâu tập trung được đâu. Mình cập nhật tỷ số cho anh em xem. I think a lot of Clash Royale players would disagree with you on that one. Ôi, Nova thắng rồi, 2-0 rồi. Nova 2-0 rồi đâu đó. Stream làm gì đó. Oh my god. Thôi xong rồi, Valentin gặp Deck này thua. Thì gặp Deck này là Deck của Us, Us rất tù. No, đây là Fireball chứ không phải là Earthquake rồi. Fireball. Nova, xem sao, nhưng mà thực ra là Nova thắng ở đầu nữa. Little Chen với lại Little Chen đang đánh này, trận cuối này. Thôi cứ để đấy xem, cập nhật tình hình cho anh em xem. Sao Nova thắng ở đầu anh em xem. Already under. Oh, good fireball, but the Valkyrie to keep away the units from the Inferno Power. Yep. And also the distract. Yeah, I don't think he has enough defense here to stop this. It's definitely gonna get at least one. He got two.
but at least now you saw. Ăn thế nào rồi được? Thực sự ăn thế nào được? Very, very strong. Even though nó đặt đó. But having the Infernal Hellhounds exactly definitely helped out the Megalite a lot easier compared to Maladin trying to defend, you know, a Valkyrie Hawk with the bats on top. Alright! You're exactly right. Ủa là Lý Tử Trang đánh hay vãi trưởng luôn. Còn Lý Tử Trang đánh hay vãi trưởng luôn ấy. Ở trong cái thời điểm meta hiện tại thì Xbow chơi khó lắm. Không, mà còn chơi Pekaram nữa, chơi đấy thì Xbow chơi quá được. Mình béo lành đây nhỉ? Đang định stream Nova nhưng mà Nova thắng 3-0 gì quá. I feel like it's almost tradition at this point in this match that Yuri has to play. Cái ngày giống Trung Quốc về. Mặt tròn xoe ạ, đợt này mặt tròn xoe ạ. I just don't think he can. Because especially with if Nuri's gonna run the same deck, it's got Inferno Tower. And you again, you have zero answers. For that Inferno Tower. Alright. Let's get into it. Let's get into it. Could be match point. Kingzone is up 2-1 in this King of the Hill. Best of 5. Anh ta Ly trước khi chơi sang đánh thì là thấy béo rồi. Hó, Rider, tổ là đồ đồ, chơi tuần đồ. Nice, đồ đồ có lock. So, that is a little bit different. That is a little bit... Ồ, đây kìa rồi, đây cũng dày rồi. Phải có một cái Fireball. Sure. Văn Kỳ thì có chơi bét được là ngon. Có bét ngon. Oh, Bowler! Bowler! Woo! Oh, trở lại hop bên kia, hop bên kia, hop bên kia. Hop bên kia, hop bên kia. Không, không. Hợp lý, đổ dồn quân rất tốt. Chúng ta sẽ chơi đây một cái bài an toàn, đó là bài Minh Béo Lightning. Trong cái bài này thì đúng nếu mà Legend dồn được nhiều quân thì Legend sẽ thắng. Tại vì Legend có Bowler, có đẩy được hop. Thứ hai là có Tornado. Và thứ ba là sẽ có Lightning. Ở trong cái bài này con Valkyrie nó gần như rất tù. Nếu mà trong bài này mà đẩy được hai con Balut, đẩy được hai con Bowler, hai bên đúng một tuyệt vời. Tornado! Nice! Nah, defense. All right. Well, it seems as if Legend definitely has the upper hand because we have that baby dragon for defense, and then it goes all the way to land at least a couple shots on the right side. Yep. So now Nuri, he has to make an attack work, like you know, allow the hog or anything else to land on that pistol tower at least one or two hits. Ồ, chơi Earth rồi. Chơi Earth rồi, Earth Quick rồi. Earth Quick rồi. Really? Lightning! Really? There's the Lightning, there you go! Bowler đâu? There it is, Legend. Now you're gonna get some damage. Hợp lý. Nó sẽ đặt thả bét, hợp lý luôn. Really, really good. It's a very nice change of pace. Yep, Legend, finally. I'm pretty sure we are. Yeah. Like, yeah. I'm pretty sure. Perfect. Bring out the not the same deck, but keeping that Inferno Giant with the Bowler and the Lightning coming through. Wow, that Inferno, you bet. Woo! Một mình Văn Kỳ mà không có tổn đôi, đúng là nó tủ lắm. Bây giờ là Hawk đẩy lên được không? Woo! GG! Mày gặp lẽ dân là mày sắp rồi. One V1. Let's go, Legend! This is a great adaptation. Yeah, both are good, but Legend. Forever. Ở trong cái bài này là... Inferno, Steve, cho nó xin, lấy cú rồi. Lock bait rồi. After that, snowball. Still not good enough.
Goblin's got a couple hits even okay. after. Yeah, it's okay. But it's kind of like Goblin Barrows. It's kind of like Minola. Right. If you let it get one to two swings every time he's thrown down, right, it's gonna add up. Whoa! Chúng ta đang có lợi thế về cái một cái sơ đồ. Mình đang có lợi thế rồi. Có lợi thế hơn khá nhiều. Nhưng mà đối với cái deck now, của Lock Bếp thì nó đi điều gì nhỉ? No matter what, like Legend, he's gonna break the whole time. Ôi. We know. I'd say Poison. Normally, I would say Poison makes that less likely. Nice. Slow Bone vào có cả đấy nữa. So I can't say that that's out of the question. Cầm tiêm nào Legend. But there's a couple different things. Yeah. Hứa với lòng mình là không nên gáy sớm. Find out. This is just the law. It looks like the... Hình như là có Rascal và có hình như có Rascal đúng không? Look at the speed on the Musketeer và đây là có Barbarian đúng không? Hình như có Barbarian. Đúng rồi, chúng ta có Barbarian. Đâu có gas không phải Barbarian. Snowball hơi thừa. Snowball hơi thừa. Nhưng mà thực ra là mình cũng đang có lợi thế Bailey không quan trọng. Anh em mình tính chơi gái. No more, I just saw a true fast hand. So, I'm pretty sure you guys saw it too. You guys see it on the screen now. You see his last hand, or last card, his dropped it. Yep. So, just has to get some. Trong cái bài này thì... Forces out the poison onto the less, or the, yeah, the less damage power, so that's nice. Ooh, about the minor. Spirit does not kill your rascal girl. Cẩn thận, họ sẽ rocket. Nguy hiểm lắm. Gắt đâu, gắt đâu, chặn đi, chặn Fizz. Chặn không, không chặn, không chặn rồi. Để counter, Goblin Barrel. Ở trong cái bài này chúng ta sẽ có lợi thế một chút. Con Fizz. Sẽ giữ lại gắt và Snowball để counter Goblin Barrel. He hasn't been able to use, there's no offensive spells he has that work on it. He's got the Princess, but there's a lot of answers here for the Princess. Nguy hiểm quá, tên này không nguy hiểm quá. Con Fiend sao lại nó đổi hướng? Con Fiend sao lại không chọc vào con Musketeer ta? Vì một chọc của Musketeer vẫn đỡ được tên đấy mà. Use the Goblin Barrel when the Bar Barrel is out. Right, Legend's gotta really focus on defense for a little bit. Here comes another prince. Okay. That musketeer is not ideal, but it's okay. You get the guards behind it. The goblin gate. Nguyên quá, một spear ủi. But still, either way, if you see the right side HP, they're very close. Maybe 100 difference. Good timing with that furnace to get the princess off. There's the rocket. The rocket. Yeah, he's just gonna buy some time. Yep. He's just cycling for damage there. Sử dụng đây là bài tối rồi. Ôi, một Spirit nhảy hay quá. Tiếp theo tôi này như nào đây, nếu mà bị Rocketer nữa và một Goblin nữa thì thôi xong rồi, chúng ta sẽ tối lắm. Chúng ta phải dồn được nhiều quân. Họ sẽ không Rocket được tiếp tấn thế nào đâu. Chúng ta phải counter được bắt Goblin Barrel, bắt đi. Barrel đâu? Hợp lý. Mày ở bên kia rồi, Poison. Poison đi. Poison. Spirit nhảy đi. Nhảy đi. Hay quá. For True Fast to come back. Minor, rồi đúng rồi, con Fizz xếp bên kia không? Musketeer đâu, Musketeer đâu, Musketeer đâu? Em cần phải ra ngay lập tức. Goblin Barrel, Snowball đâu? Đó, tập lý qua ra được rồi. Woo, Legend lại cố lên. Legend lại cố lên. Bắn lắc. No way. My Poison. Poison, em Minor, một boost. Woo! Legend. Woo! That'll do it. Legend. Legend! Takes game number 5. Ooh. Two wins here to redeem himself after losing the 1v1 set. Đó thực ra tên kia là Rocket mà nó không Rocket sớm mà nó vẫn thắng ấy. Nó không Rocket sớm mà nó vẫn thắng, tại vì nó lượng Eli lớn. Gáy game! Very nice.